Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Meta.vn mua sắm trực tuyến. Trong chuyên mục giới thiệu công cụ dụng cụ ngày hôm nay, Meta giới thiệu đến các bạn chiếc máy phun xịt rửa Bosch GHP 555 Professional. Đây là thiết bị sẽ làm sạch mọi vết bẩn cứng đầu ở trên xe cộ, máy móc và nhà xưởng. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thông tin chi tiết về sản phẩm. Các chi tiết của máy: ở mặt trước có nút công tắc, vị trí kết nối nguồn nước, tay cầm phụ, tay cầm có thể thay đổi chiều cao. Ở mặt sau của máy chúng ta có thể quan sát máy có hai bánh xe để dễ dàng di chuyển đến nhiều vị trí khác nhau, phần chân cao su để các bạn có thể đặt máy nằm xuống, thiết bị đo chất tẩy rửa, vòi ống chất tẩy rửa, gá gài dây điện, bàn đạp chân. Phụ kiện của chiếc máy phun xịt rửa Bosch này gồm có một dây phun áp lực dài 8m, phụ kiện gá đỡ đầu cần phun chúng ta sẽ gá vào máy, dụng cụ kết nối nguồn nước, và trong dụng cụ kết nối nguồn nước này có lưới lọc để đảm bảo nguồn nước sạch vào máy, đầu phun 3 trong 1, súng phun. Trên súng phun ở phần tay cầm có cò súng, có khóa an toàn. Để sử dụng thì chúng ta sẽ kết nối đầu này với dây phun áp lực và đầu còn lại thì kết nối với súng phun. Và đây là các thông số kỹ thuật của máy. Máy được sản xuất tại Italy, hoạt động với điện thế 220V 50Hz, công suất hoạt động là 2,2 kW, có khả năng chống nước với tiêu chuẩn IPX5, lưu lượng nước là 8,3 lít trên phút. Máy hoạt động với áp lực 11,5 MPa tương ứng với 115 bar và có thể đạt áp lực cao nhất lên đến 13 MPa tương ứng với 133. Nhiệt độ nước cấp tối đa là 50 độ C, trọng lượng của máy là 22 kg. Sản phẩm được làm từ chất liệu nhựa cao cấp, an toàn và bền bỉ. Ống đầu vào và đầu ra thì bằng đồng thau. Ống cao su thép 8m, an toàn khi sử dụng. Có nút nhả an toàn. Máy hoạt động chuyên nghiệp và bền bỉ, thuận lợi với bộ tự mồi. Có thể sử dụng thêm bộ lọc nước ngoài để đảm bảo không gây tắc nghẽn hệ thống bơm nước. Máy có thể hoạt động tốt ở cả trạng thái đứng và trạng thái nằm. Vòi phun ô tô mạnh mẽ, động cơ cảm ứng 2,2 kW, bơm nhôm sơn tĩnh điện, piston thép. Sử dụng tay cầm và bàn đạp chân, bánh xe cao su để di chuyển thuận tiện, cất giữ gọn gàng. Chiếc máy xịt rửa cao cấp Bosch GHP 555 Professional phù hợp sử dụng ở trong những dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp, dịch vụ rửa xe lớn, bởi vì tiết kiệm được thời gian, công sức và nhiên liệu. Các bạn có thể sử dụng sản phẩm để rửa xe ô tô, xe máy ở trong những xưởng với quy mô chuyên nghiệp, vệ sinh chuồng trại, nhà xưởng và làm sạch phụ kiện xây dựng. Nếu như các bạn đang tìm kiếm một thiết bị xịt rửa chuyên nghiệp với lượt phun xịt mạnh mẽ thì đây là một sản phẩm rất đáng để đầu tư. Các bạn có thể tham khảo sản phẩm bằng cách truy cập vào đường link dưới phần mô tả của video hoặc liên hệ tới hotline của Meta trên giờ hành chính tại Hà Nội 024-3568-6969 hoặc tại Hồ Chí Minh 028-3833-6666. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tới.